chào các bạn nhỏ. Ngày hôm nay chị Trinh xin sẽ theo yêu cầu của một bạn trai gửi đến chị. Bạn đã gửi rất là nhiều lần rồi, cho nên hôm nay chị Trinh xin thực hiện yêu cầu này. Đó chính là tô một bức tranh cát hình một chiếc xe tải chở hàng. Wow, xe tải này cũng khá là đẹp và cũng rất là dễ tô, tại vì những cái đường nét vuông và nó khá là to. Các bạn nhỏ mới tập tô thì nên mua những bức tranh như thế này nhé. Chị sẽ giới thiệu một chút xíu về cát nha. Cát của bên chị thì rất là mịn và có rất là nhiều loại. Đó. Các bạn nhỏ có thể mua cát ở trong các nhà sách siêu thị hoặc là vào các khu vui chơi. Bán cả cát cả tranh cát. Còn không thì các em có thể đến tận shop Chim Sinh nhé. Và các bạn nhỏ ơi, số điện thoại 0979 086789 không phải là số của chị đâu. Số của cửa hàng bán đồ chơi nha. Nên các em gọi tới sẽ gặp người bán hàng, không gặp được chị Chim Sinh. Chị Chim Sinh xin phép không được nói số điện thoại cá nhân của mình ở trên này nhé. Rồi bây giờ chị sẽ bắt đầu tô đây. Chúng ta sẽ tô cái đường này. Bức tranh cát này người ta cắt không có kỹ nha, nên khi xé nó hay bị dính lại một chút xíu. Thì các bạn nhỏ chịu khó là chúng ta sẽ bóc từ từ ra ha. Hai sọc này chị sẽ tô màu đỏ. Rất là nổi. Tiếp theo là tô cái phần khung xe ha. Ta cắt không có kỹ cho nên lúc bóc lên hơi khó một chút xíu. Cát xanh da trời. Tiếp theo là phần ở phía trên. Phần trên này chị sẽ tô cát nâu. Và bây giờ là cái ống ở bên hông nè. Hơi bị dính lại một chút xíu ha. Các bạn nhỏ chịu khó lấy tăm chúng ta kẻ ra là được. Vì khi mua thì thật ra thì chúng ta cũng không thể biết trước được cái tấm nào nó sẽ bị như thế này. Cho nên là chúng ta tập quen cách thôi. Phần này chị tô cát trắng. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ tô cái phần đầu nha. Đầu tiên là cái cửa. À, chúng ta sẽ tô cái gương chiếu hậu trước nè. Màu trắng nha. Chị Chim Sinh người ta đang sửa lại và đang chặt bỏ những cái cây á. Và mùa mưa rồi, chính vì vậy mà có những cái tiếng ồn, người ta đang sửa chữa các em. Các em thông cảm nha.
theo là cái cửa nè. Cửa xe này màu xanh nhé. Ok, tiếp theo là cái đèn. Màu đen, cát đen. Xin lỗi các bạn nhỏ, nãy chị có một chút nhầm lẫn ở phần đèn xe. Thật ra thì đèn xe chúng ta phải tô màu vàng mới đúng, đúng không nào? Cho nên chị Chim Xinh sẽ sửa lại thành màu vàng nha. Xong. Bây giờ chúng ta sẽ tô cái viền. Tiếp theo chúng ta chuyển qua tô những cái bánh xe. Thank you.
Gần xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ lột cái lớp nền lên. Tô thêm cái nền là xong xuôi nhé. Và các bạn nhỏ, chúng ta sẽ tô nền màu gì đấy? Màu vàng, màu cam, màu đỏ, màu tím, màu vàng nhá. Các bạn nhỏ ơi, và là chị Chim Xinh đã tô xong bức tranh cát hình chiếc xe tải chở hàng rồi nè. Wow. Bức tranh này cũng khá là đơn giản, không đến mức là khó tô ha. Chị nghĩ là các bạn nhỏ có thể ở nhà tự tô được những bức tranh như thế này nè. Muốn mua tranh cát thì các em hãy vào nhà shop nè, siêu thị nè, hoặc là shop đồ chơi Chim Xinh nhé. Rồi, nếu thấy bức tranh này đẹp thì like, share video này và đừng quên đăng ký kênh Chim Xinh Channel nha. Hoặc có góp ý gì thì các em cũng bình luận bên dưới video cho chị Chim Xinh biết với nhé. Còn bây giờ thì chị xin chào tạm biệt các bạn nhỏ, hẹn gặp lại các em trong video sau. Chào tạm biệt các em.